Nói đi. Cái người này đặc biệt với anh chứ không phải đặc biệt với anh. Anh nói đi. Rồi, hôm nay là sinh nhật của anh thì chúc cho có một tuổi mới, vì sức khỏe, thêm một năm mới. Thôi, buồn lúc nãy thôi. Rồi, buồn mát sinh nhật mà buồn gì? Anh nghe buồn, nghe buồn. Dạ, cứ nói đi, dạ. Tăng cái đội lên. Sinh nhật của... Của Bảo Khang. Thì chúc anh bước qua một cái tuổi mới về sức khỏe. Cái gì? Vợ chồng người ta. À, quý vị, Bảo Khang và Lâm Bồi Thi đã được gia đình chấp nhận và đúng 14, 15 âm lịch tháng 7 sẽ tổ chức đám cưới. Thôi là khán giả bạn nhớ chứ không? Hãy đón đi không? Và năm mới 2024 vào ngày 14 và 15 và ngày tới ngày 16 nữa vào tháng 7 âm lịch sẽ được tổ chức đám cưới. Ủa chúc mừng nhân dân. Ta đưa nhau mà. Đúng rồi, ta nói tháng 10 chị em nghĩ là được. Rồi nghe mà coi cơ mã kia. Rồi, chúc mừng cô dâu là Bùi Thi nha. Đốt đi má, đốt đi chị em nhớ nhau. Đốt nha. Đó, chứ mà ngày mai là cũng là sinh nhật em, một tay đúng gì nha. Rồi. Sao nói lại em. Rồi, mình ước rồi mình phải lấy nha. Rồi. Ủa, hỏi đi, ước rồi, được chuyện nha. Rồi, hỏi đi, hỏi đi em. Sao gặp đầu quay đi. Rồi, happy birthday em nha. Rồi, hai đứa hôn nhau cái đi. À, lẽ hai cái là nó nói. Em cảm ơn chị. Đúng rồi, hỗ trợ dùm cái này đi. Và lần đầu tiên thì cho phép Bảo Khang xin được gửi lời chào thân thương đến toàn thể quý vị khán thính giả thân yêu của Sài Gòn Thân Thời. Đặc biệt là xin chào những người bạn đồng nghiệp của mình ha. Ủa lộn người rồi em, đổi đào đi. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều, không biết nói gì hơn. Tại vì hôm nay thật sự là em diễn ở Bình Dương rất là xa quý vị. Em không ngờ là bà xã ở nhà chuẩn bị cho em. Cho nên bà xã cứ nói hoài à. Bà xã cứ nói là ông xã ơi, ông xã diễn rồi, ông xã xin về sớm. Dạ. Em xin về sớm để mà hôm nay có mặt đến đây. Thật sự quý vị ơi, em bất ngờ nên em rất là run. Ở nhà thì em lanh lắm, nhưng mà hôm nay em rất là run, không có nói gì hơn. Rồi sao nữa? Thì anh cảm ơn em. Thật ra thì anh hôn em một cái nha. Có đồng ý không mọi người? Em đồng ý chứ. Ủa? Đúng không? Dạ, đồng ý đúng không? Em đồng ý. Đã, chị tổ chức rồi mà, chị định ngày 14, 15, 16, là tháng 7 đó. Rồi chúc hai em thật là hạnh phúc nha. Hôn cái đi, chào bà tiền nè. 1, 2, 3, hôn. Happy birthday em. Và bây giờ quý vị có ngay cho ta ta chuẩn bị vào số tiếp tục. Happy birthday Bảo Khang nha. Cầm cái bánh đưa cho ta em ơi. Vô. Quý vị vừa đến chương trình. Đã có một anh trai và nó đồng đảng con số 23. Đó, anh Hồng Cường nè, em chào là cho em nói đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bước năm bậc thuốc chị này còn thuốc chị này mấy chị nga thuốc chị đây à mấy chị đây em dấu yêu anh ta quay về người nắng sao hơn anh sẽ đưa em đưa em đi về một giấc mơ đời người đang đàn lời phải không anh người đang tận giờ chỉ muốn trong tim coi hãy theo ta quên lối anh ta ta chốt cho anh làm kiếm mà luôn tận ra bốn mươi chín 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 bốn mươi bông thì đa 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 sai em nhé mặt nó ra em dễ dài dàng nó to và nó ăn tơi nào xuống thuyền ta đi về long xuyên bốn mươi nguyên quý bốn mươi cá nắp chưa cá chứ chưa bông 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 nha mấy gì đây 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 à ta gì đây ta gì đây ba gì đây à ta gì đây ba gì kiểu như phơi phới hôm qua ở nhà hạt là đẻ trong người đấy, các chị cũng vậy chứ, đẻ luôn.